Ở đây nè. Kêu cái về kêu. Cho tao bài thơ. Chứ gì? Cho Nam có bài thơ. Cái thuốc gì bà? Cái lá già xa lắm rồi. Cái gì? Ông bảo sao mới có cái bài thơ. Cái về kem cái nó chui chỗ. Mình á. Để chú xem cái gì? Rồi. Cái nó chui xin chỗ mình á. Để dành sau này có cái chứng đột quỵ hậu COVID nha. Vậy đó hả? Biết cái chứng bệnh hậu COVID không? Rồi rồi, giờ chú xem làm sao? Chú đi xem làm sao? Lớp chuối lớp đường phèn để tôi nó uống chút đỉnh Để rồi. từ cái hậu COVID Để rồi. Có nấu ngâm rồi cái đó, từ cái hậu COVID đó. 18 trái ngâm một teo luôn rồi. Để từ cái hậu COVID đó. Nhưng đột quỵ. Để rồi. Ôi sau này quýt trở lại ha. Cái hậu hồi trước mình đau đó con. À. Sau này nó vô phổi nó ăn trên đầu mấy con á. Ở đâu vậy? Chân không biết Cái rồi. nó ở đây chân cái vùng này giữ tiếp các đền phủ ở đây cho quan cụ Vậy đó hả? lỡ theo quan cụ lâu lắm rồi Yeah. ở đây con trâu nó chồng tướng mới lại ngủ cái gì uống thuốc đó ngủ ngon quá hết nhức mỏi ngủ ngon quá trời Bữa nay sao ngủ dữ thằng ôn vậy kìa vợ Ngủ ngon dữ rồi Kìa lạ Uống sao nó cái không cây đi thuốc quá ngủ ngon Nó luôn Cái đi cây này được cái con hắc xà nó đưa lại Cái cây này trên núi cấm á Mà núi cấm giờ sạch rồi Ăn tay tới ngoài miền Đông ngoài đất Nông ngoài mất giống rồi ăn miếng mất giống rồi cái này không có mất biết không có mất không sau này ăn biết cây nó đâu đem lợi không đem lợi miền Đông đem lợi chứ miền Tây hết rồi alo cái này nữ hai nó đem lên à bốn cây mà cái cây nó mua 50 ngàn 30 ngàn chứ không ai cho không Đó, mất mình thì cây nó uống nó em cứ đường ở nào uống hết không cái này không có phải ở đây đâu mà bây giờ nó nghỉ rồi nó nghỉ lui chân đi rồi biết cái này về đâu người ta được cái bệnh xuống cho không có chỗ ngồi đàng hoàng à tướng này không phải ngồi đây dinh này đâu đi ngủ đâu biết cái núi mà cái núi có cái mỏ mà đá bự không luôn kẹt hả ừ để nói cho nghe có cái tượng cỡ dối gì nè dữ luôn rồi gần cái tượng cỡ dối á thì cái dối là chỗ nào ta cái này cứ đi lỡ rồi mực đi lỡ dòm có nhắn cái chỗ ngồi là cái này bữa nay em uống cái này 3 lần nấu cái củ đó, không có phổi thì nó êm ơi vụ này vụ đây tôi uống hết à coi coi cái vụ này êm lâu em hả lâu cái vụ này êm lâu ở đây cháu nói rồi kém có ngủ không sắp tới nói luôn đi giảm rồi không có không ừ. Cái này giảm rồi ngu hoặc là giảm mấy bữa cái này giảm tôi mấy bữa cái này đổ ốc đổ máu bận con à chứ phải nói chứ có vậy chứ có chỗ ngồi trong núi trong non đang quán à có luôn ừ, má bây giờ bây giờ cứ nó bây giờ biết nấu cái gì uống nữa không nấu gì nói luôn đi kiếm cái trái đậu bắp già giúp nước uống thay trà đi không này ăn đậu bắp ăn tương ăn hàng ngày ăn hàng ngày cũng có một cái không có cái đó ăn thì nó còn kiếm cái trái già cũ á kiếm cái trái cũ không cái trái mà nó cũ á cái già đó chắc nó phải để nước ấm vô không có đâu năm nữa mình trồng hả uống cái này mua người ta không có chồng rồi kìa cái
cái trái da đó chặt lên nó cũng cũng cầm cho đường mất. Ê, cứu chút đi. Cái này ở đây các cái chuyện ở đây ta vui hết rồi, vui hết rồi, có tiếng nữa không? Đây cái cây 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 cây
cái miếu đóng á, của thằng hấu. Ta giữ bưng cái vách đó đó. Mà chỉ tiêu gì sinh ra tao thấy nó nhớ mà. Cái không, cái ông đó nhập biển. Bạn thấy dữ nữa. Chà má. Cái đó ai mà ngồi trong nhà mày ở dưới miếu đó. Vậy ở lên nhà mày quạo hả? Làm gì đó. Sao mà ở dưới không ấy mà lên nhà quậy phá phách dữ vậy? Rồi tưởng đâu anh Miêu, một Miêu đâu mà quạt. Hả? Miêu sao những mày không? Miêu đen. Con Miêu đen. Ừ đó. Mày đâu biết cái vụ gì không? Mày quạt không? Không. Anh nhắn vào cho biết có tâm linh không thôi. Thế nên thôi giờ có Miêu có tôi lại ngồi. Giúp nó được biểu đi. Cho nó có biểu lấy ngon. Đừng có ở nhà hôm đó cứ tưởng đổ thừa cậu cho mấy anh Miêu không. Một Miêu bữa đó theo sát bên Miêu đen. Miêu đen đánh mà. Bây giờ Miêu đi đâu hết trơn rồi. Đi hết rồi. Chúng bắt ăn hết rồi. Miêu đi sạch rồi. Đổ thừa Miêu nữa không. Nghỉ nuôi rồi. Các cháu này biết thú cưng gì không? Cháu này có con thú cưng gâu gâu, theo dữ. Tưởng là sao tới hết nhà Miêu tới con gâu gâu theo dữ à. Gâu gâu là con gì ta? Mèo hả? Chó hả? Mèo đi hết tới chó dữ. Đi đâu cái bớt. Tại sao mình có anh chó gì mà đen như cụ chứ? Mèo cái cụ này uống nó giảm xuống cái bị nứt tê. Đây thì đỡ rồi. Từ từ uống đây mà. Đấy, biết tông mới luôn, mình có dẫn nó, có được biết cái trách nhiệm phải đâu không? Rồi. Biết nó cũng có nghe cái tánh này nói chuyện nào cho nghe lỗ tai mới chịu sai. Cái hổng ấy, ai nói đi đâu đi không có đi đâu. Mà chuyện nào mà cho nghe được bên lỗ tai đi máu. Mẹ ơi. Không tin. Không phải. Cái này tướng này tôi nói vậy có chuyện nào mình ở bên cái lỗ tai trái này có tại tổng đại chồng á mà chừng nào nói tổng đại nghe chính xác đi máu. Bây giờ ai nói gì nói không có nghe đâu, không có đi đâu mà chừng nào trong tổng đại nghe luôn chạy mất dép á. Bây giờ ai nói đi đâu không có đi đâu mà tới chuyện đi máu đi về chỗ ngồi máu. Cởi cái này này mà không máu sao được. Người ta nói cởi con gì cũng khó mà cởi cái con này nè. Cởi cái con trên bản kìa. Mình bấm cái dòi lên. Cái dòi á, tự hả? Ừ. Thì bà này bà cởi con đó đó.
tự cởi sao lẹ được. Ừ, em ông này ông biết bắt này vậy, ông nào giờ có ai biết lên này không, nhảy lên này. Ồ, vậy là cởi ông Châu rồi, cởi ông Châu. Châu không có lên này đó, đó, đó. Vậy bây giờ trong ngón tay nói chuyện nào nghe mới đi, không phải khi con cứ đi đâu. Bây giờ ai đi đâu đi đó, ăn cơm trái bắp mà ăn cơm trái đậu bắp mà chừng nào nghe mới đi. Bên này nó chết bây giờ ồn ồn bên này nó ồn ào chưa có nghe được, chỉ nghe chảy máu. Cái con mặt nó kia những giữ cách ông tướng này mà lợi hỉnh hoài thì quá lợi gì lợi hỉnh hoài. Có hả? Có cái bệnh hả? Có cái thằng này sao nó dưới cấp mà nó lại nó ông này ông nói cái gì cái nó hỉnh quá. Gì hả? Quá. Hỉnh gì được không? Hỉnh quá. Nói gì nó chống gì được không? Cái nó chỉ nói ba lần rồi hỉnh quá. Mà không có nghe. Dưới tay không mà hỉnh quá. Sao kỳ vậy? Sao kỳ? Ta nói kể người ta sao cái lỡ nam mà lỡ nữ nó khó quá đâu, bằng công việc lỡ luôn khó. Lỡ nam lỡ nữ là làm bóng rồi bê đê rồi. Ông tướng này ông kỹ ông lỡ sạch đó. Đứa này ngon, sao này ngon không? Cái có đậu mão đậu quan gì không? Đã ta nói lỡ quý ông lỡ quý bà lỡ sạch đây cái này sao cái áo đẹp hơn cái cổ con đó, đẹp hơn luôn, không phải đen lụi đâu, có vàng hả? Sao cái gì áo gì mà không dám nói, để cho em ta lo đất đai mà ngắn. Áo máu đồ đặc giờ miền Bắc dữ hết rồi, miền Nam nghỉ dữ rồi. Không có đội áo đồ máu ở đây. Đội áo đồ máu miền Bắc đem vô rồi. Cái máy thân thiện của mấy này ừ, thân thiện của mắt hơi bà còn hai con thân thiện. Đi cúng là nó theo tôi, đi về nó theo. Quá đẹp. Đây cái bữa đó cũng cái gì mà kêu tao muốn món dép à, tao quẳng gậy luôn. Cũng vậy mới đấy có nữ binh đó, con nữ dư mượn cũng cái gì nói trả lại mà tao kêu tao vậy mất dép mà cũng bữa đó đó cũng đi núi cũng gì núi bà cố rồi đó trình với cụ rồi. Cái tao nghe tao quẳng dép luôn. Vậy luôn hả? Dùng có vậy, cái gì về đây luôn hả? Ừ. Tao bữa đó tao biết đâu cỡ con gì không đó. Tao cỡ cái con này thiệt đi không có mau thiệt mà. Con gì không đi chậm vậy? Mày biết tao cỡ con gì không? Mà cái con giận tao cỡ nó ăn rau xanh không mà nó không có ăn con gì cá. Quý. Quý. Con quý à? Trời ơi quý đi chậm dữ lắm. Bả đi dặn kịp. Tông nghe tông quấn dép đi. Còn dép luôn. Cái tông nghe kêu ủng. Mặt vậy chứ mấy cái tông chứng tông nghe này kêu ủng nó rủ nữa. Có rủ. Mấy kêu tao quấn hùng quá đi. Bữa đó ai kêu tao cũng không sợ hùng ra mà tao mình kêu tao quấn dép đi. Bữa đó làm đâu có cúng. Mình dẫm. Bữa đó năm lý. Ừ. Vậy ai kêu không có mi nhưng tao nghe tao quấn giúp tao cởi gì tao sao không lên nghe nó phụng đồ lên gồng đồ mau vậy mà lên ông quy tự quy ở tại thủ đó cái giận của tao giữ cái lâu quy quy đó cái quy đó biết ở đâu không phải quy ở đây nha cái quy đó ở trong thẻ số 2 á. Để cho hai trong hả? Quy già quy cũ đó chứ không có quy nhỏ đâu. Ông đi đó cúng đó rồi. Kêu cái quy cũng kia đó. Trả lễ nè. Ông quy không đấy. Ừ, ông đó. Ông quy. Cái
nghe nghe đi đi mất dép luôn, nghe mình cưng đi mất dép là cái đó đi chỉnh cửa trời cửa thẻ đúng chưa? Ừ, thì đó đi cúng bốn thẻ đó rồi về mấy giờ về đây cúng mâm cơm cho cụ nè, đi tới nơi về tới chốn rồi phải chỉnh cúng đi đâu đi quy mà ta nói quy đi chậm luôn. Chậm đi 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 gúng gúng đâu có đi đâu, kiếm khác đi, kiếm khác chở đi. Cái ông nào tới giống cỡ quy còn đỡ, mấy bên nói cỡ quy còn có giá gì cứ, mà cỡ dịch nữa cơ, không có cỡ quy thì có giá cỡ dịch tới chừng nào. Cái con dịch này đó, cái con dịch này ở dưới trần kêu con dịch chứ trên trời kêu thiên nga đấy. Siêu cỡ thứ anh đọc không phải tặng ở dưới trần này nói dịch dưới trần này ta kêu cái gì thấp á, chứ còn trên trời không có nói vậy. Thiên nga, thiên nga bay được không? Là cái đó hồi đó bà cái thiên nga nó cũng bà đi á. À là hồi đó dịch trời, thiên nga ở dưới trần kêu dịch nó cái màu trắng á mới đi được, cái con đen đâu biết con gì, con đen bây giờ bà ở đâu, bây giờ bà ở đây ở đâu? Tao đi tới lui đây nè, tao tới quy tao đi tới giữ thẻ dưới á, giữ thẻ dưới số 2 dưới hả? Ừ, biết tao ở trước cửa đó không? Biết. Có thấy đâu dưới cửa đó không? Số 2 hả? Ừ, cái nãy chuối đó, chỗ cái nãy chuối vậy vậy nè. Thẻ số 2. Thẻ số 2. Là cái đó kêu cái chỗ đó hồi trước kêu gì biết không? Chỗ đó kêu cây gấu đó. Mưa cây gấu. Biết rồi. Chỗ đó kêu cái mà tao cỡ cái gì đây, tao thăm mấy tướng này lắm. Vậy hả, gì thăm? Tướng này ghê lắm hay à? Tướng này, tướng thiên, tướng địa. Mà cái chắc người ta chưa có gì tới. À. Ta đi ngoài Bắc á. Mấy ông tướng này mày đai được dữ lắm nha. Cái ông tướng Dương này nè. Chứ bây giờ đừng ai nói ông tướng Dương à. Ông tướng Dương, ông mang một ỉnh mà đai. Cái đời nay á, quan á. Cái gì mà mày đang bắn thượng dưới lắm nha, không đi lỡ vô á. Cái này sống lặng giờ này, tới giờ cũng đã sống lặng đây nè, cái đâu. Mà hai không biết, hai nó ở sống lặng đây giật mình á. Sống lặng này giờ này giật mình bỏ chết á. Lâu lâu giật mình cái. Mà tóc ở xa, mày có thấy cái mấy trước chỗ nãy chú dài đó không? Trong đó đó. Ở đó đó hả? Ừ. Chị biết cái cặp mà cặp máy kinh á. Ở đó chỗ đó tôi mương cây gấu á. Mương cây gấu. Còn thẻ số 2 đó. Đây đi lẫn. Mấy xong á. Mấy xong á. Miếu ngoài mấy xong. Này đi lẫn chứ con quy nó cũng gật đầu. Dạ. Tới cây bồ đề cũng mừng. Mở cửa cho người ta. Núi kép cũng mừng. Mà có cái núi bò ôm nhau không có mừng nữa. Vô tướng này vô cái núi bò ôm nhau không ai mừng. Chắc kỳ vậy. Đâu có đi lần nào đâu. Có đi không? Đi lại tới đó rồi không. Yeah. Bà không ai đón quá, không vô được lên được. Đúng rồi, không ai đón. Cà thông. Cái nút bỏ ông muốn ai kêu thần kêu cho lên. Cái này biết tích đâu không? Ở đâu? Cái mỏng. Kéo cái cục đá như cái nhà như này. Một bóng két. Ừ, tổng á. Ghế ngậu với ổng á. Lính của ai? Đó, cỡ tượng không thấy chứ. Cỡ tượng hả? Cỡ tượng là tướng quân à. Cái đại bà chứ không ổng. Bà chị chắc chị nghị không? Chắc gần cái nhưng chắc chị nghị hả? Cái chỗ đó cỡ gì nè, đi cỡ mà có cầu có chi đi cỡ có lệnh nó cỡ được mà giờ chưa có nghe, chưa đi, chưa nghe, chưa có tín hiệu ha. Ừ. Có tín hiệu rồi đi rồi sau này đồ đó ai cắt? Cái vật dụng của người ta nữa, người ta đem về. Người lớn ngủ còn người nhỏ. Người lớn thức còn người nhỏ nữa. Ta bưng ta đi lục thục ta kia. Đây ta trả cho. Đâu có đâu trả đó. Hồi nào giờ có nghe mà mẹ đi còn con không? Mẹ đi bức còn con không? Bưng về đây trả cho 20 miếu đây không? Gì đó hả? Ừ. Bưng về trả hả? Ừ. Đâu phải trả ta. Có biết còn không? Còn hả? Giống như con. Còn hả? Còn. Không biết còn không á, mão đồ còn, giày dép đồ còn á. Bà đó còn mà, còn vậy bà đó chết rồi. Bà chết. Còn con. Còn con hả? Ừ. Nó biết không? Nó biết cái số của đó còn không?
Trời ơi, cái bà đó bà nếu con về đây nè, để con bắt nó bụng chết á. Vậy đó hả? Ừ. Cái ăn cũng nhờ cái mụn ở trong đây. Ngủ đem vô ngoài ngủ cũng nhờ cái gấu cái mụn đây. Nó không có quên đâu. Ừ. Tao không quên ơn hả? Nó lấy cái mụn bên đây nè. Cứ bệnh á. Ừ. Thấy trốn thông thăm ông chút hết bệnh á. Cũng trốn hết bệnh đi. Giờ hết đây cho khỏe. Nó chậm vui á. Vậy này. Sao sau này có cái cây đa thần uống đi cho nó mau. Cây đa thần là gì nữa? Thuốc hết, thuốc cây đa thần à, uống cho nó mau. Là cái chỗ cái miếu đó là miếu bà Cô Hỷ. Dạ bà già. Bà Cô Hỷ là chỗ với chỗ ông thầy số 2 Vĩnh Trung á. Chỗ đó là thờ bà Cô Hỷ. Bà Cô Hỷ cái mương cây gấu. Ừ, chỗ mương cây gấu. Chỗ ơi nó. Ngay chân cây gấu luôn. Cái nãy chuối gì mà nó. Chú già lắm. Ừ, chú đó kêu chú gì đó không hai. Cái chú đó kêu chú gì đó. Nó dài lắm. Chú bà. Cao cái gì. Không phải chú cao mà nó dài. Chú nó kêu mà nó dài. Nó dài lắm, dài hơn mấy thước luôn. À. Trái nó có lớn hay trái nhỏ. Nhỏ. Nó chú. Trên nó bự, biết con ngại.